Và cũng từ ngay câu vật hiệu này mà nó quân tập cho mình sửa tính tình của mình lại luôn. Nên từ một câu vật hiệu này mà thí dụ như khó tính đồ, sân si la lối đồ, bực dọc đồ, từ một câu vật hiệu này nó cũng điều chỉnh luôn quý vị nhé, điều chỉnh luôn nó. Nên một câu vật hiệu gọi là quân tập đó. Vì thấy mỗi người chúng ta có những lúc mình nằm ngủ đi, những cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp nó quay lại từ trong tiềm thức của mình. Tự nhiên mình thấy có những người đuổi dượt mình hay là dượt đánh mình, họ làm ghê gớm lắm, mặt mày họ dữ dằn lắm. Mà trong lúc đó quý vị chỉ càng nhớ được câu Phật hiệu, niệm lên câu Phật hiệu thôi, thì tức khắc cảnh giới nó tan biến đi. Nhưng mà mình mà không niệm được câu Phật hiệu thì mệt lắm. Giống như mình bị người ta đuổi dượt đồ, mình chạy đồ, cực kỳ mệt luôn. Nên có những người khi mình khuyên người ta niệm Phật đi, mình nói nếu như bây giờ không niệm, nhưng mà có những lúc nào bất an, sợ hãi hoặc gặp sự cố gì không ai giúp mình, nhớ niệm Phật nghe. Tự nhiên họ nghe câu thôi, tuy là họ không niệm đó, bây giờ họ không niệm đó, nhưng mà có những lúc không có ai giúp họ hết, tự nhiên họ nhớ đến lời nói của mình, họ lại niệm Phật. Quý vị nhớ là thường ngày thì mình quân tập bình thường, mình thấy bình thường vậy đó. Nhưng mà đến khi mình có gặp những sự trở ngại gì không ai giúp mình, lạ thay câu Phật hiệu này rất có tác dụng. Thêm cái nữa là thí dụ như mình buồn đi, mình chán nản một điều gì đi, quý vị mà dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật này chân thành nghe, xong nó hóa giải cái tâm cực kỳ hay luôn. Nên những đức thấy trong thời gian mà mười mấy năm mà những đức gặp pháp môn niệm Phật này, là những đức thấy là bản thân tôi trong mười mấy năm nay mình đi tu cái mình gặp rất nhiều sự trở ngại, nhờ ngay chỗ niệm Phật mà vượt qua. Mà sự trở ngại lần này của những đức càng lớn hơn những lần trước. Có nghĩa là cuộc đời những đức đi tu và những đức nghe Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng pháp, ngày cũng nói cuộc đời của ngài gặp rất nhiều sự trở ngại, mà mỗi lần trở ngại là cứ tăng thêm sự trở ngại, cứ tăng thêm sự trở ngại, và sự trở ngại đều vượt qua và tăng thêm sự trở ngại thì tăng trưởng cảnh giới tu hành. Thì những đức cũng thấy rõ ràng luôn, những đức gặp những sự trở ngại càng tăng thêm, tăng thêm, tăng thêm, và lần trở ngại này rất lớn cũng nhờ từ ngay niệm Phật lễ Phật mà bình định lại cái tâm. Thì nhớ rằng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nên quân tập câu Phật hiệu từ tâm thì đúng là tất cả pháp đều được quân tập. Con người tự nhiên nó nhẹ nhàng thoải mái thật sự quý vị. Mà mỗi ngày mà dụng công tu này, những đức tin chắc 100% quý vị đều có sự an lạc vô cùng đó. Nghĩa là lay quay ngày mai tới thứ bảy nữa hả ta. Bữa đó có cái ông đó, ông nhắn tin ông nói rằng là buổi tối thứ bảy mỗi lần mà ông lễ Phật mà 12 giờ khuya, quý vị biết có cái cảm giác này không nha. Mà quý vị mà muốn có cái cảm giác này thù thắng nhất là lúc quý vị lễ Phật, vì nên mở cửa sau ra, cửa sau lưng quý vị mở ra nha. Thử đi quý vị, thử mở cửa sau lưng ra. Thường là quý vị lễ Phật ví dụ như quý vị đóng cửa sổ, đóng cửa lên hết, ví dụ nay quý vị mở cửa sổ rồi ra, mở cửa sau ra nha. Ông này ông nói rằng là cái lúc mà ông niệm Phật 12 giờ khuya, ông cảm giác ở phía sau ông rất là nhiều người cười vui. Vậy là làm sao? Như Đức nói đúng rồi, cái câu Phật hiệu này mà khi bị niệm là cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, quán thân trái chủ, hương linh dị nghiệp phá thai, những người chết chưa siêu thoát, người ta rất là mừng. Tại vì biết rằng người còn sống mình thì ai cho mình ăn cơm đồ này kia, đồ ăn ngon mình mừng, mình vui lắm. Nhưng mà người chết chưa siêu thì người ta mà hưởng được cái quang minh của Phật. Tại vì nơi nào niệm Phật là nơi đó có quang minh Phật soi rọi đến. Người ta hưởng được cái quang minh đó, người ta mừng dữ lắm, người ta vui lắm. Có những người mà người ta mà buông cái tâm hận thù xuống nghe, mà người ta niệm lên câu Phật hiệu, người ta nương vào quang minh, người ta được siêu thoát luôn. Ừ, được siêu thoát luôn á. Nên từ nơi đó mà mình, nơi nào niệm Phật là nơi đó có quang minh Phật soi rọi đến. Chư hương linh người ta ở đó nhiều lắm. Ví dụ như bác máy niệm Phật đi, trong nhà bật xuyên suốt đi,
Quý vị biết nơi nào mà bật máy niệm Phật? Và tôi không hề nói rằng là nó xa ra khoảng cỡ mấy chục cây số, cả trăm cây số, cảnh giới quỷ thần được nhờ và niệm Phật theo. Tôi không hề nói gì đó. Nghĩa là nơi nào bật máy niệm Phật bật xuyên suốt luôn. Nhất là bây giờ mà cái room này mà có cái màn hình, nó càng thù thắng hơn. Nên nhiều người người ta hỏi qua tôi không rằng là nếu mà như vậy thì cảnh giới quỷ thần cứ theo con hoài sao? Ngài nói không sao. Họ đi theo mình để làm hộ pháp cho mình. Vì mình niệm Phật, bật máy niệm Phật họ được nhờ. Họ đi theo mình làm thằng hộ pháp giúp đỡ mình, không có hại mình. Đừng lo, đừng sợ. Nên cái chú này ông nói rằng ông lễ Phật 12 giờ khuya, nói phía sau lạnh lạnh ráy. Phía sau gì? Ông cảm giác người ta phía sau đông lắm. Người ta vui lắm. Chứ ông hỏi những đức vị có sao không? Vậy đó nói tốt. Người ta vui là tốt, quen thì sao? Người ta săn hẳn thì không tốt, nhưng mà người ta vui rất là tốt. Mà rất nhiều người nghe, nhiều cô cũng nhắn tin nói rằng là khi lễ Phật 12 giờ khuya phía sau sao gió thổi mát quá. Nó gió thổi là mát là phải rồi à, cái này là biết rồi, hiểu không? Cái lo lễ. Xong bà nói rằng là nhưng mà sao mình lễ sao ngoái ngoái phía sau coi cái gì, gió thổi nó có đừng quan tâm tới làm chi. Nói, gió thổi kệ, gió lò thổi, mình lo mình tu thôi. Nên ngày mai bắt đầu thứ bảy phải không? Mai thứ bảy không mà tới từng như thế không hay nghe như thế tưởng đâu. Ngày mai mới cái thứ năm thứ sáu gì ai biết, mà nghe nói mai thứ bảy à, mai thứ bảy ha. À, thì vì biết ngày mai nghe tu nghe, vì mở cửa sau lưng ra cái 12 giờ khuya mình phải có tâm giúp người ta, mình tu mà mình có tâm giúp người ta, biết mở cửa sổ ra. Những đức nó thật sự ở đây là thí dụ như tại vì gần nhà người ta nhiều quá, mở cửa thì ấy, nếu vì nhà gần nhà bắt tiện thì thôi. Nhưng mà nếu mà ở dưới quê đồ, thấy không? Xa xa nhà người ta ra, quý vị lễ Phật á, vì mở cửa ra 12 giờ phía nghe. Trời ơi, ta vô đông lắm, ta tu chung. Vô tu chung đông lắm. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng người sống được nhờ mà người chết được lợi. Mà trong đó khi thăng bằng quyến thuộc của mình. Bởi vì mà có tâm đó thì quá giải quan gia chứ không giỡn đâu nghe. Mình phải có cái tâm lực cho nó mạnh. Chứ đừng có mà nghe gió thổi sau lưng mát mát là lạnh lưng cái là xanh mặt, sợ rồi lo được. Vậy thì mình không đặc biệt. À, có gì chứ nghe. Nhưng mà tương công mình nói thằng hộ, có nghĩa là quỷ thần ta theo người ta làm thằng hộ pháp cho mình luôn á. Giúp đỡ mình luôn á, không có hại mình đâu. Đừng có lo. Nên trong nhà bắt máy niệm Phật xuyên suốt luôn hay. Tập thành thói quen. Nơi ở bắt máy niệm Phật, trong phòng bắt máy niệm Phật. Phòng mình đặt máy niệm Phật xuyên suốt luôn. Đi đâu cũng đeo máy niệm Phật để nhắc nhở mình, để nghe câu Phật hiệu. Nghĩa là câu Phật hiệu này phải quân tập thành quen quý vị. Câu Phật hiệu này phải quân tập thành quen. Nghe quen câu Phật hiệu này, gặp bất cứ sự trở ngại, sự cố gì cũng phải niệm Phật. Có một lần nọ, này kể vị nghe là lâu lắm mà nghe. Có một lần nhà Đức nằm ngủ buổi trưa. Này nè, nằm ngủ buổi trưa, quý vị có thấy vô này không? Tự nhiên sao thấy một cái người này là người ta quý vị, mà một cô gái, mà cô này cô xinh đẹp lắm nghe. Tự nhiên sao cô chạy là cô ôm mình cứng ngắc. Mình nói ủa mà xô ra không được quý vị. Tự nhiên lúc đó mình niệm A Di Đà Phật, tự nhiên mất tiêu. Mà quý vị mà thường gặp ác mộng, quý vị chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật là tự nhiên mất tiêu. À, cái này là 100% luôn á. Nhưng mà thí dụ như bị không niệm A Di Đà Phật mới bị cố đẩy ra là bị mệt ghê lắm, giống như dùng dằn là mệt lắm. Nhưng vậy đó nghe, mà một câu Phật hiệu niệm lên cái thôi mất tiêu. À, câu Phật hiệu niệm lên cái mất tiêu liền. À, nên những đức nói với vị nghe, câu Phật hiệu này không đơn giản mà phải tin 100% luôn. Cái này là, nhưng mà trong mơ mà vị mà niệm được câu Phật hiệu là không đơn giản, phải gọi là quân tập quen lắm luôn á. Quân tập rất là quen luôn. Quý vị biết có khi mình ăn chay trường thời gian lâu nghe, mình ăn chay trường thời gian lâu đó, quý vị biết cái túc nghiệp của mình á, lâu lâu tự nhiên mình ngủ mình nằm mơ mình thấy người ta rủ mình ăn mặn, ta rủ mình ăn mặn. Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết không, cách đây thời gian có không lâu, có người ta mua chả người ta đem lại cho ăn, mà cái chả đó ăn ngon lắm quý vị. Mà tự nhiên mình ăn cái chả này ngon xong, tự nhiên ủa mình ăn xong mình ăn cái mình nói ủa cái chả này chắc chắn có vấn đề.
chả chay mà sao chả này ngon dữ vậy ta. Mà khi ăn xong rồi quý vị biết rằng là tự nhiên sao bụng khó chịu ghê lắm. Buổi trưa đó ngủ đó quý vị, thấy ủa tự nhiên mình đang ngủ mình thấy mình gấp đồ ăn toàn là thịt gà thịt heo không quý vị. Mình ủa mình ăn chay mà ta, sao mình ăn chay mà sao toàn mình gấp thịt gà thịt heo không vậy chàng. Rồi xong cái đầu mình buông đũa xuống, mình buông đũa xuống rồi đâu mình ngủ thức dậy mình nghĩ là hồi xa ở trưa này ăn cơm ăn chả này chắc chắn chả này có vấn đề. Nên những đứa có cái bài chia sẻ bữa đó nhớ không, làm đồ chay mà bỏ đồ mặn tội rất là lớn. Có bây giờ những đứa có chia sẻ cái bài pháp đó rõ ràng mà, là cái bữa đó chả rất là ngon mà ăn xong nó khó chịu cái bụng, rồi chưa ngủ cái tự nhiên thấy gấp toàn là thịt gà thịt heo không mà quý vị. Nên mình ăn chay mình niệm Phật có thời gian lâu nó sẽ có một cái sự mà nhắc nhở mình rất là lớn. Nên cái đồ ăn chay bây giờ có những loại nó cũng không được sạch sẽ gì mấy. Cái câu nó không sạch sẽ gì mấy đây là có khi người ta dám bỏ đồ mặn vô, ta làm cho ngon ngon quý vị. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy rõ ràng chưa. Nên một câu vật hiệu này nghe, trong lúc này lúc nọ lúc kia mình sẽ đem câu vật hiệu này ra để áp dụng trong cái cuộc đời mình luôn. Và thêm cái nữa là lúc quý vị mà bất chợt bị chửi bất tử nghe, giỏi giang bất tử mà quý vị mình niệm được câu vật hiệu là bình định tâm liền. À, quý vị để ý đi, trong quý vị chồng vợ đồ nè, con đồ nè, bất tử bị người đi làm rồi bị người ta ăn hiếp nghe, bị người ta chửi nghe, hoặc là chồng vợ gì nó chửi bất tử đi, nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ câu vật hiệu và nghĩ mình tương lai là người dân ở thế giới cực lạc, nghĩ như vậy một cái thôi bình định tâm liền. Vừa nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc không hơn thua với họ, vừa nghĩ như vậy thôi trong lòng vui vô cùng luôn. Vui là gì? Mình niệm Phật mà bây giờ gặp sự cố thì mình niệm được có vật hiệu nên mình rất là vui, vì như vậy là mình gần thế giới cực lạc. Nhưng mà mình niệm Phật mà có khi mình gặp sự cố, mình buồn, mình bực bội, mình khó chịu, tự nhiên trong lòng mình nói mình còn dở lắm, bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, mình còn dở quá nên mình phải cố gắng hơn nữa. Tại vì mình niệm Phật mình muốn sanh cực lạc, mà bây giờ mình gặp sự cố cái mình bực bội, mình tức tối lên là mình thấy mình còn dở quá nên mình phải cố gắng niệm Phật hơn nữa. Phải nghĩ kỹ cái điều này, nghĩ việc phải nghĩ là mình là người dân ở thế giới cực lạc. Mình là người dân ở thế giới cực lạc. Nên những đức thấy rằng là cái đạo tràng trên không trung này, khi trước thời gian quý vị mà vô tu, những đức thấy bây giờ quý vị kết bạn ở trên đạo tràng trên không trung này nghe, những đức thấy mà có nhiều vị mà quý vị vui vô cùng luôn, mà quý vị phải cẩn thận. Có khi sau lưng quý vị có người sẽ thấy quý vị tưởng là quý vị bị khùng. Mình vui vui nhưng mà nhà coi có ai không nghe. Chứ không thôi mà tự nhiên ngồi có mình một mà chào tay rồi làm rồi thích ghê rồi làm quá làm kinh khủng quá. Phải cẩn thận quý vị, coi đóng cửa rồi đàng hoàng lại. Tại vì người ta không biết mình đang làm cái gì kỳ cục quý vị. Ôi, sáng đứng vô mà chứ thấy gì đâu mà làm gì đâu mà kinh khủng lắm vậy. Không thì quý vị vui những đứa quan hệ hết thôi, nhưng mà hết sức cẩn thận. Có khi mà chồng đồ nó đi làm về bất tử, nó bữa này nó không có vui, nó gặp tới tưởng đâu ba trận gì, nó lỡ nó dậm một cái lúc đó niệm Phật niệm cái gì đó nghe quý vị. Nên thật sự mà nói thì vô tu mà vui vẻ gì những đức mừng cho quý vị vui vẻ an lạc, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, những đức rất là tán đồng cái chuyện có niềm vui thì mới tu được. Cái mặt lúc nào cũng tươi rói là thấy tu ngon lành rồi. Nó thấy bé liên diệu đồ về nhà tu với mẹ rồi, bữa nay lên trên cao rồi đó nghe. Đi hổm giờ ở bên đầu chàng ba tuốt ở dưới lên là cao ha. Hai mẹ con ở nhà tu gì được rồi đó, kệ duyên mình á, như những đức thôi thấy không. Duyên ở nơi nào bao nhiêu thì mình hết lòng bao nhiêu, rồi duyên ở đâu thì mình niệm Phật ở đó thôi. Nó duyên ở đâu niệm Phật ở đó thôi. Nó nên những đức nói câu vật hiệu này đừng có bỏ, duyên ở đâu thì niệm Phật ở đó. Đừng có bao giờ hụt hẳn ai, đừng bao giờ buồn chán ai, đừng bao giờ trách ai mà bỏ câu vật hiệu. Cái người mà có tâm quyết tu ở trong chùa, dù mình đi về đâu mình cũng sẽ niệm Phật. Còn cái người ở trong chùa cho qua ngày đoạn tháng, họ bước ra là họ nghĩ niệm Phật luôn, uổng cuộc đời dữ lắm. Nó thật sự có vật hiệu này mà quý vị mà gặp được mà vì bỏ đi là như nó uổng dữ lắm luôn. 100% đi, đừng có bỏ. Nói dù cho có lên bờ xuống ruộng, có khổ đau trùng trùng, có bao nhiêu sự thử thách, đừng có bỏ nghe Đức Hòa nha. Đức Hòa này đẹp trai, tóc ngon lành nghe, chưa siêng tu lắm á.
Thấy không? Mấy vị mà vô đây tu từ từ là mặt mày sáng sủa, quảng ngọc rồi, nó mặt tươi rói thấy chưa. Mấy cô tu giết mà nó cô hường cô đồ niệm Phật với mặt tươi rói thấy chưa. Cứ mà vô đây tu lúc nào mặt cũng cười 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 cười, cười chứ. Ta nhìn thấy mình đó nghe. Bao nhiêu người ta thấy mình hết á. Đầu chạy không chung này vô vô tu người ta thấy mình hết á. Nó chải đầu cổ đàng hoàng lại, tóc tai đồ gọn ghẽ. Chứ không phải nói lên đây tu mà để bày hay đâu nghe. Không phải không ai thấy vị đâu, người ta thấy hết trơn đó. Nó chứ không phải là xõa tóc dài mà. Có một cái cô của lễ Phật 11 giờ mấy phía mình gặp sợ. Lễ mới bật cái điện thoại thì sao mà ngộ ghê. Bật cái điện thoại ngang thì sao quý vị. Mà tóc bà dài quý vị. Bà lễ mà chậm biết cái nhịp sao nó chậm kỳ cục lắm kìa. Bà xuống gì nè, xuống gì mà nó nghiêng thì sao á. Rồi tóc bà phủ xuống. Cái bà lên lại. Nó bật lên. Cái bà chậm xuống. Ôi bằng đi mà gặp thấy bà lễ bật tự nhiên mình nó ốc ác nổi cục 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 lên. Ấn ghê. Nên thôi mà đây là cái đạo tràng không chung là cái màn hình đó. Ta thấy bị hết lướt lướt thấy hết luôn á. Từ nó đó kẹp tóc đã tai đàng hoàng lên tu đồ áo chàng ủi đồ đàng hoàng mình tu tập mà nó phải có sự trang nghiêm gì á, lúc nào vui vui mà vô tu là nghiêm túc đàng hoàng thấy không. Nó ta nhìn thấy nó có vẻ đâu mà quý vị vui giết quý vị cái niềm vui tích tụ nguồn năng lượng rất cao nên khi quý vị gặp chuyện buồn nhờ cái năng lượng này nó chuyển hóa. Con người mà thường buồn nó gặp sự cố là nó buồn luôn, nó buồn luôn. Còn khi một con người vui mà mình gặp một sự cố gì là nó chuyển hóa liền, chuyển rất là nhanh. Quý vị thấy như Đức thường là năng lượng tràn đầy, nó vui dữ lắm. Nên những Đức gặp một sự cố nặng cực kỳ trong cuộc đời như Đức luôn, nhưng mà những Đức chuyển hóa được liền, chuyển rất là nhanh quý vị. Cho quý vị biết rằng là lúc mà những Đức mà chưa đi thật sự 1 2 ngày đầu những Đức rất là buồn, buồn vì cái tâm trạng bao nhiêu con người về trong chùa nó tác động vô tâm mình không tưởng tượng được đâu quý vị. Không ngủ được mấy ngày luôn á, mấy ngày mấy đêm không ngủ luôn á, nó buồn như thế nào á. Ngồi đâu mình không muốn khóc mà nước mắt nó cứ chảy suốt luôn. Tại vì cái tình thương bao nhiêu năm tháng không có giỡn. Bao nhiêu cái tình cảm con người mà như Đức sống tình cảm dữ lắm. Mình mất cha mẹ mà quý vị. Mình sống tình cảm dữ lắm. Quý vị ai là người mất cha mất mẹ đồ. Hoặc là mất mẹ sớm quý vị sẽ là một con người rất tình cảm. Nên quý vị biết rằng là nó tác động vô tâm mình không đơn giản đâu. Vì mà khi những Đức bước ra ngoài, những Đức dụng công tu một phát nó chuyển hóa liền. Mình nói bây giờ mình thương các cụ, thương đại chúng, thương quý Phật tử, bản thân mình phải cố gắng tu hành. Không có thả trôi thả nổi được. Nếu như mà mình thả trôi thả nổi là mình hư luôn, mình tiêu luôn. Vậy thì mình phụ lòng người ta dữ lắm. Nên nhờ vậy mà nó vượt lên chính mình. Bây giờ mới có cái đạo tràng không chung mỗi ngày mấy ngàn người tu ý nghĩa quá chàng luôn. Nên Liên Diệu về cố gắng niệm Phật. Thấy trong nhóm mấy đứa trẻ đi ra ngoài thấy Liên Diệu tu với mẹ đồ ổn định, giữ ăn chay niệm Phật cả đời, làm cư sĩ mà niệm Phật gì đó hay lắm. Đừng có bỏ câu Phật hiệu, thấy không? À, chúng ta lên cái room này tu quý vị sẽ kết được nhiều người bạn đồng tu. Mà mỗi ngày chúng ta lên tu room chung. Vị nhớ mình quen những người bạn mà biết niệm Phật thì nhớ là đa phần những người niệm Phật là những người có phước báo. Cái phước báo lớn nhất của người niệm Phật là thường an lạc và thường bình an. Nhớ nghe. Nếu như mình quen được nhiều người bạn bình an thì chắc chắn cái bình an nó cũng lan tỏa ngay mình. Nên cái người niệm Phật là người rất có phước, rất bình an. Mà mình quen rất nhiều người bạn có phước thì tức khắc phước báo mình cũng phát triển theo. Tại vì cái phước báo nó nương vào cái nhân phước để phát triển mình luôn quý vị. Nhớ kỹ nha. Và những Đức công nhận là cái phương pháp lễ Phật này hay. Cái phương pháp lễ Phật này nó tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao. Vì tin rằng là từ sáng hôm qua nha mà cho tới giờ này luôn, như Đức ngủ chắc được 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng. Mấy vị biết rằng là khi con người nó rất mỏi mệt đó mấy vị, mà lên lễ Phật, tại vì không lên tu không được. Khi lên lễ Phật rồi, lễ một thời rồi là con người thật sự có vật hiệu này vô cùng sảng khoái quý vị.
À, nếu như quý vị cảm nhận được điều này tuyệt vời lắm. Và tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn, làm cho đầu óc quý vị rất tỉnh táo. Nếu như mà một con người mà thường niệm Phật lễ Phật, chắc chắn quý vị sẽ có một nguồn năng lượng cực kỳ cao đối với chúng ta và đầu óc rất minh mẫn, rất sáng suốt. Hay. Nên cái phương pháp lễ Phật này là phương pháp y học nữa. Nếu như những người già nhất mình khó chịu, phương pháp lễ Phật này cũng trị được cái bệnh đó luôn nữa. Trị được cái bệnh mà nhức mình nhức mỏi rồi khó chịu. Nếu như chịu niệm Phật là dễ tính. Chịu niệm Phật là dễ tính. Nó giống như coi câu kia cô gặp như đứa cô nói một câu rằng thầy biết rằng lúc trước chồng con nói một câu con cự lên một câu. Chồng con nói một câu con cự lên một câu. Nè, nghe câu này những người mà bị bệnh này nghe nè. Con trả đũa lại thẳng luôn, không bao giờ nhịn. Nhưng hay vô cùng. Từ khi mà nghe thầy nói chuyện rồi niệm Phật lễ Phật, bây giờ chồng con la con nhịn được. Hay chưa? Đó. Mà bây giờ con nhịn được ổng rồi, bây giờ ổng lại sợ con. Ngộ ghê quý vị thấy chưa? Mình nhịn người ta rồi người ta lại sợ mình. Nó rõ ràng quý vị ơi, không phải mình chửi người ta mà ta sợ mình đâu, mà là mình nhịn người ta mới sợ mình. Tại vì mình nhịn người ta giết người ta không còn lời gì để nói mình nữa chứ. Giống như Phật nói rằng là khi người khác cho mình một món đồ mà mình không nhận thì họ nhận. Mình có quyền nhận món đồ, mình có quyền không nhận món đồ. Từ nơi đó mà một con người mà nói mình, chửi mình, gầy mình mà mình nhận thức cái những cái điều đó, nếu mình sai mình sửa. Còn nếu mà oan ức mình, niệm Phật thôi, từ từ tự nhiên chuyển hóa họ luôn. Hay vậy đó. Mấy vị thấy là như đêm hôm mình tu 12 giờ khuya, nếu mà nói chuyện luôn là 1 giờ rưỡi đúng không? Đâu phải vô nằm ngủ liền đâu đúng không? Cô chàng Lâm, đâu phải dễ đâu. Nên vô mà cũng dỗ dắt, cũng bèo nhèo chứ không phải chuyện giỡn đâu, phải không? Như vậy mà cả ngày nay thấy không? Tu đồ, vô từ khóa tu đồ kích liệt luôn. Không mà cái cách hay, mới thấy quý vị mà leo lên cái bông sen ngồi tu được, thấy cũng hay thiệt nha. Nhìn thấy tự nhiên trong lòng nó phái cái chuyện giảng sanh đúng vô cùng luôn. Mấy bà này cũng hay thiệt nha. Nguyên thủy này cũng hay thiệt chứ. Và làm hiệu ứng sao hay vậy? Leo lên sen mà ngồi niệm Phật và tu với cái bài gì đó. Cái gì đó mà Nguyễn Hoàng le le len gì đó. Thấy không? Từ đó bà cũng leo bông sen bà tu. Ngồi tối bà tu bà leo bông sen bà bận nguyên bộ đồ trắng, nhìn giống Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi đứng bông sen ghê luôn. Thấy không? Bây giờ chúng ta đưa lên cái kế hoạch này. Bây giờ tu đây là tu với công chúng chứ không phải chuyện đơn giản. Mấy ngàn á. Nên mấy bà lên tu mấy bà cũng phải là tóc tai đồ mấy bà kẹp đồ lên cho nó đàng hoàng gọn ghẽ. Để mấy bà tu mà thấy cũng sáng sủa. Chứ không phải bèo nhèo đâu nghe. Tu này không phải là cái chuyện mà trước phần thờ Phật có mình đâu. Mà tu này là để diễn cho bao nhiêu con người nhìn quý vị tu mà sáng sủa, an lạc, vui vẻ nữa chứ. Không phải mà bèo nhèo mà tu mà te tua đâu, không phải đâu. Thấy không? Nên đó. Thấy chưa? Nó tu sao mà càng tu mà càng muốn giảng sanh, mà đã càng muốn giảng sanh thì nhẫn nhịn hết. Không có thấy thiệt thòi. Cái này nhìn lúc này nhìn Đức nhắc cái này suốt luôn đó quý vị. Nhắc suốt luôn không nói lỗi người nè. Chấp nhận thiệt thòi vì muốn giảng sanh nè. Điều này là cái điều mà nếu mà mình làm được, bởi vì sẽ thấy con đường tu mình có kết quả. Mà người thân bên cạnh ai cũng thương. Ai cũng thương á. Những Đức có một người chị dâu. Biết không? Người chị này bất cứ chị gần ai chị sống cũng được hết. Gần ai người ta cũng thương hết. Chị đúng có một cái tính tình như vậy. Nghe nè. Chỉ đúng một cái tính là quý vị biết, chỉ chịu thiệt thòi hết. Giống như cái tính chị là không cần phải cãi lại với mình, không cần phải hơn thua với ai. Dù la gầy chị, dù la oan ức chị, cái tâm chị cũng không cần thiết phải đối chọi với mình luôn.
Nên bất cứ một người nào chỉ gần người ta là người ta thương chị. Chỉ gần người ta là người ta thương chị. Chị không tu gì nhiều cả. Nhưng mà được một cái tính tình cực kỳ đặc biệt như vậy. Nên hồi xưa mà khi mà chị phụ bếp những đức là em chồng. Mà những đức gây chị rất là sợ những đức luôn. Biết. Mà làm cho bản thân mình phải cực kỳ thương chị luôn. Vì sao? Vì chị hiền quá. Mà mình rất thương chị. Mình nói rằng là ông anh mình mất sớm xa sau này mà chỉ lớn tuổi mình nói cuộc đời mình nuôi chị luôn. Tại vì sao? Mình thương chị cũng như là mình thương người mẹ vậy. Tại vì chị quá hiền, mà chị rất giỏi, mà chị rất hiền, mà chị rất biết chuyện, chứ không phải là cái người hiền mà không biết gì. Không phải, chị rất biết chuyện, chị biết bên 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 chồng bên mình, chị biết rất là biết chuyện, mà chị rất là hiền, mà chị chịu thua thiệt mọi người hết. Tính đặc biệt vô cùng, gần ai chơi với ai người ta cũng thích hết đó. Nếu mình tu mà mình phát được một cái tính đó thì thôi quý vị biết độ người thân hết, độ người thân hết. Nên cái mà không nói lỗi người, chấp nhận thua thiệt, không? Đây là một phương pháp độ sanh tuyệt vời nhất mà người ta phải cảm thấy là khâm phục khẩu phục quý vị luôn á. Chứ không phải là người ta nói mình ngu đâu, phải nói là sợ mình luôn á. Tại vì người ta không thể nào làm được cái điều mà kinh khủng đó đâu. Nên mình niệm Phật làm sao mà mình phát được cái tâm đó quý vị. Bây giờ chúng ta bắt tay vào cái việc mà bây giờ làm vợ người ta, bây giờ không có cần thiết phải phải nói rằng là bây giờ mình thiệt thòi với chồng mình gì đó chứ. Bây giờ nếu thật sự muốn giảng sanh thì cực lạc, đừng có nói mình thiệt thòi với bên chồng hay chồng gì đó chứ. Họ muốn đối xử với mình như thế nào cũng được thì vì sao? Mình đem cái mạng này mình ký gỡ cuộc đời này để về cực lạc luôn. Tại vì có tranh đấu hơn thua gì thì cuối cùng cuộc đời chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi rồi chết đi. Hãy làm một người vợ tuyệt vời. Nó, dù khổ đau cỡ nào cũng cảm thấy không khổ vì sao? Vì tương lai Phật hay là đem đài sen xuống rước mình về cực lạc. Nó giống bây giờ bà Nguyên Thủy bà ngồi trên hoa sen là bà muốn giảng sanh đó. Đã là bà muốn giảng sanh rồi thì bây giờ bà chịu thua thiệt hết. Bà không thấy thiệt thòi gì hết trơn á. Nó. Vậy đó nghe mà không có việc gì làm mà niệm Phật hoài đố mà đói. Bà mà đói thì nuôi bà luôn, nó thiệt luôn. Đố mà cái người niệm Phật mà đói đó, xin thưa với quý vị thử đi, quý vị thí nghiệm thử đi. Ngày nào quý vị cũng tu năm thời năm thời đi, không bao giờ quý vị đói. Tại vì sao quý vị biết không? Cái người bạn niệm Phật quý vị đa phần là những người cực kỳ có phước. Trong cái số lượng những người niệm Phật này đa phần là người không khổ đâu quý vị à. Họ không có đến nỗi là khổ đâu. Họ nuôi một mình không có ăn thua gì chứ á. Mà không người này hộ trì người khác hộ trì quý vị liền. Không có nhà này cho quý vị ở, nhà khác sẽ mời quý vị đến ở. Lạ như vậy. Nên Hòa Thượng Tịnh Không nghe nói rằng cái người niệm Phật là người đại phước báo. Vì gặp một người niệm Phật quý vị nên cúng dường cho họ và hộ trì cho người này. Những đức nói cho quý vị nghe nè. Ở trong chùa không được thì ở ngoài niệm Phật. Ở trong chùa niệm Phật không được thì ra ngoài niệm Phật. Ra ngoài mà chân thật niệm Phật. Bao nhiêu con người muốn rước quý vị về nhà. Quý vị tin 100% quý vị mà chịu niệm Phật đi. Người ta thích rước quý vị về nhà. Ai cũng muốn rước quý vị về nhà chứ nghe. Nó, quý vị giống như một là cô dâu dễ thương vậy đó. Ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị về hết trơn á. Cái này là rõ ràng luôn, nếu quý vị chịu tu. Chịu tu. Nếu quý vị không chịu tu, người ta có rước về người ta cũng muốn đuổi quý vị đi nữa. Tại vì người ta rước về rồi người không thấy bị tu hành gì hết. Tối ngày cứ lông nhông khơ. Không chịu tu thì người ta muốn đuổi mình đi luôn. Còn nếu như quý vị về nhà người ta mà quý vị chịu tu nghe, người ta mừng vô cùng và người ta thật sự người ta rất quý quý vị luôn. Còn người khác cũng muốn rước quý vị về nhà, ai cũng muốn đem kiệu đến rước quý vị về. Tại vì sao? Vì quý vị chịu tu ở nhà người ta. Nhà người ta mà có một người tu thì cái nhà người ta nó bừng sáng lên luôn vậy đó. Nó làm trong gia đình người ta giống phước báo lên vậy đó, không phải giỡn đâu. Nó nên ai mà thất nghiệp cứ niệm Phật đi. Đây chưa chắc là khổ đâu quý vị. Chưa chắc là khổ đâu. Tại vì sao? Cũng có cơm ăn áo bạn à. Đừng có lo. Nên mình là người biết tu nghe quý vị. Tuyệt vời lắm.
Giống như bây giờ bên ngoài trời đang mưa gió này kia, mình tu tập xong ngồi nói chuyện Phật pháp à, không đến nỗi khổ đâu. Nó những đức thấy mà những gương mặt thân quen tu mỗi ngày, những đức này, những đức thấy rõ ràng. Quý vị nhìn trong màn hình thôi nghe, mà mỗi một người nó có một cái vẻ sáng sủa khác nhau, ai cũng có duyên phước lạ kỳ đó. Ông cụ bà cụ này biết niệm Phật thì con cháu đứa nào cũng thương, không cần nói nó một tiếng nào chứ, nó gặp nó cứ cho tiền bỏ túi hoài. Còn không niệm Phật rồi cứ nhằn, nó gặp, nó gặp đầu này nó tránh đầu khác, nó gặp đầu khác nó tránh đầu kia, nó gặp mình là nó trốn. Còn mình mà lo niệm Phật mà mình dễ tính là nó gặp mình nó sáp lại gần. Thật sự mà ai cũng thích, thật sự mát mẻ quý vị ơi, không ai mà thích mà gặp mình mà nóng bức đâu. Nên người ta thương mình là ngay cái chỗ người ta gặp mình là người ta thấy vui à, ta gặp mình là có nụ cười à. Nên bây giờ những đức nói thật sự, bây giờ rất nhiều người người ta muốn gặp những đức đó quý vị à, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Người ta thích gặp những đức mà người ta gặp là người ta vui á. Tại vì sao? Vì mình có cái năng lượng làm cho người ta vui, chứ mình đâu có đòi hỏi bất cứ cái gì với người ta đâu. Nó sống chảy lòng, sống thoải mái, sống an lạc, biết đủ thường vui. Nó đặc biệt chưa? Nó, bà Hoàng mới ngồi trong bông sen ngon lành, cố gắng. Thấy không? Vì hoàng mai len nữa. Nên từ nơi đó mà siêng năng niệm Phật như bà Nguyễn Phương vui vẻ đấy chưa. Nó cứ mà niệm Phật vậy đó, cứ mỗi ngày niệm Phật lễ Phật vậy đó, mà sống những ngày tháng tuyệt vời, những cái bệnh nho nhỏ, những cái buồn nho nhỏ biến mất, rồi tới tiếp tục những cái túc nghiệp khổ đau từ từ cũng biến mất luôn. Có nghĩa là cái khổ đau trong cõi đời từ từ biến mất luôn, mà sanh tới về thế giới cực lạc luôn. Nó đặc biệt chưa? Cứ niệm Phật lễ Phật đi, những đức nó một nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lượng tuyệt vời rất là lớn, tích tụ được cho chúng ta. Con người mà quý vị biết có ngủ nghe gì đâu, không ngộ nghe quý vị. Tu nhiều nghe quý vị, ăn ít, ngủ ít, nhưng mà ăn ngon, ngủ ngon. Lạ không? Ăn ít mà ngon, ngủ ít mà ngon, mà tỉnh. Kiểu này bởi vì đâu có tốn gạo nhiều đâu quý vị, tại ăn ít sạch à. Thấy chưa? Nó lạ lắm, cái công đức niệm Phật, cái công Phật hiệu này không đơn giản. Nó phải nói là công nhận là không đơn giản. Bởi vì phải nói là phải đủ thiện căn mới tiếp nhận công Phật hiệu này. Mà tiếp nhận rồi là mê luôn. Những đức nó thật sự quý vị tu với bị ghiền luôn á. Cái tờ khóa mà những đức đưa ra cái cho cái room này, tôi bị tu bảo đảm 100% bị ghiền. Còn ai không ghiền là nghỉ tu. Thì sao bây giờ? Thấy không? Tu giết nhiều đây mà tu mà không ghiền nữa thôi thì người này khỏi tu luôn đi. Tu nhiều đây mà nói là tu nhiều nữa thì thôi khỏi tu luôn. Nhiều gì nữa, giờ có chút xíu à. Quý vị cứ nghĩ nè nghe, một tiếng đồng hồ chút xíu qua tiếng, 40 phút chút xíu qua 40 phút. Nên không thờ nào bỏ chứ. Nó không thờ nào bỏ chứ. Nên những đức nghĩ rằng những người mà được chồng hộ trì cho mà tu nghe, ổng đi làm kiếm tiền về ổng lo đó nghe quý vị, là đại phước báo. À, gặp ông về cái là nói vậy nè bà Trần Lâm, gặp ông về là nói ngày nay tôi tu được mấy thờ chia trong phân nửa nghe nó, nên tự nhiên đặc biệt vô cùng. Tết năm nay quý vị ăn Tết tại nhà này là tôi nêu lên chương trình thôi nghe, còn quý vị tỷ vị chứ tôi đâu có ép. Ăn Tết tại nhà năm nay củ quyền thất tổ ông bà mình năm nay nè, tại gia đình. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 nó tu xuyên suốt 12 giờ khuya đêm nào cũng tu nó. Rồi lễ với Di Đà năm nay tổ chức đạo tràng trên không trung, phát động chương trình này để lắp lên một cái trang sử mới của cái pháp tu này luôn, trong thời đại 4.0 luôn, thử coi sao. Nên thật sự như Đức thấy đây là một cái pháp tu, và đây là một cái đạo tràng trên không chung là Phật A Di Đà sắp xếp với chúng ta. Và quý vị càng ngồi suy nghĩ quý vị mới càng thấy cực kỳ phù hợp luôn. Đây là cái việc mà Phật pháp thịnh vượng ngay cái đạo tràng trên không chung này nè. Vì sao quý vị biết không? Vì Phật pháp cấm tại gia đình. Tại vì Phật pháp là vì chúng sanh,
Mà bây giờ chúng sanh bận biểu ngay gia đình mà tu được, đây là Phật pháp tịnh vượt. Đó. Như những đứa thấy nhà của cô mà bé Tư là phước báo. Nó thật sự. Cha mẹ rồi con cháu gì tu tràn ơn. Tu hết chứ. Những đứa nói quý vị, không phải nhà cao cửa rộng gì, không phải giàu sang phú quý gì, nhưng mà lạ thay cái gia đình mà như vậy là gia đình có phước báo. Trời ơi, rõ ràng luôn, cha mẹ già mà tu hết chân, rồi bả tu, rồi con trai bả tu, rồi con gái tu, chị gái tu, rồi bé gái tu, bạn bè tu, nó không? Cười xuyên suốt luôn mà. Nó mà sáng sủa, mà thấy làm việc, mà thấy 12 giờ khuya thấy bả lễ Phật. Có khi những đức vô, những đức thấy bả lễ Phật mình bả. Nó bả lễ Phật rồi chút bả đi nấu đồ chay. Đặc biệt chưa? Nên những đức nói đây là đại phước báo này nè, nè, đây là bà em tu, kế mẹ, còn đây là bà chị Nguyễn Thị Thu Hà. Nó tham gia đình. Gia đình biết tu hết chứ. Hay chưa? Nó ở đây diệu hì, diệu hỷ gì đó. Nó không cả gia đình 4-5 người tu hết chân đấy chưa? Nó giờ minh tâm gì, minh tâm minh gì đó, ninh thuận gì đó. Nó ngồi tu tại gia đình tu hành gì. Nó diệu tịnh mà gia đình tu suốt luôn đó. Thấy không? Cứ vậy mà làm hoài vậy đó. Bởi vì thấy cái sự an lạc. Không, bây giờ chúng ta bây giờ mỗi lần mà tu xong mà nói chuyện là cứ tán thán câu Phật hiệu hoài vậy đó. Những đứa nghĩ là chắc không có nhàm nói vị ơi, giờ mình chưa về cực lạc mà tán thán gì bây giờ. Cứ tán thán câu Phật hiệu hoài thì mình không có nói chuyện chuyện này chuyện kia, năm trên năm dưới của người ta. Còn mình nghĩ rằng bây giờ nói gì nó nói hoài sợ nó nhàm, nó lạc qua cái đề khác là nói chuyện tầm bậy vậy đó. Nói chuyện của thiên hạ đó là tào lao. Thấy không? Thôi bây giờ cái chuyện của mình bây giờ là muốn sanh cực lạc nè bà Liên Thu. Nào. Bà. Hiểu không? Bây giờ muốn sanh cực lạc, bây giờ nhắm ngay mục tiêu niệm Phật sanh cực lạc đi. Đã quyết định sanh cực lạc là mấy bà làm vợ tuyệt vời đi. Chắc chắn là ông chồng nào bây giờ cũng nói, ông này bây giờ ông ra ngoài ông nói chuyện được á. Nghe không? Làm vợ cho tuyệt vời đi, tại gia đình lo tu hành đặc biệt đi. Nè, lo tu hành rồi mấy bà làm vợ đặc biệt đi nghe. Nó làm chồng đặc biệt, làm con đặc biệt. Nó đối với cha mẹ hai bên nhiệt tình hết mình, lo lắng cứ nhiệt tình như vậy thì là tuyệt vời đó quý vị. Nó nên là bữa nay chủ nhật cộng tu cũng rất đông. Nó, những đức từ ngoài kia, những đức chạy về ý quên ở đây tại chỗ này tu hành luôn. Chạy lang thang mà nói thật sự mà nói cũng phải canh giờ tới giờ tu, vô tu luôn, không đơn giản quý vị ơi. Nên là nó nên cái gì cũng không có giấu được hết chân á. Nên là không mà kệ ở đâu cũng được, miễn là tới giờ lên tu quý vị thôi, đúng quý vị không? Mà bây giờ những đức nói bắt cái đoạn cũ mà cho vị tu mà những đức đi lang thang có không được nha quý vị, lương tâm không cho phép nghe. Nên bây giờ mà những đức mà bận cái gì, bữa nào mà những đức bận, những đức nói với vị là bữa nay bắt cái bài cũ. Thí dụ như vậy mà bây giờ là phải tranh thủ, không có bỏ buổi nào chứ á. Buổi nào mà bỏ chứ á, vì ghiền rồi, ghiền niệm Phật rồi. Đó, hồi đó là ghiền làm việc, bây giờ ghiền niệm Phật. Thấy không? Thấy không? Bây giờ là phải bắt tay vô việc mà niệm Phật nè. Tương lai mình gặp nhau thế giới cực lạc nghe mấy bà. Thấy không? Tương lai gặp nhau thế giới cực lạc. Thấy không? Nhất định là phải gặp nhau thế giới cực lạc nghe. Ai muốn gặp nhau thế giới cực lạc đưa tay lên coi. Đưa hai tay hai chân luôn. Thấy không? Đừng quyết tâm về thế giới cực lạc nghe quý vị. Thấy không? Nhịn hết, nhẫn hết. Không nói với ai chứ. Ai nói với mình niệm ai với Đà Phật. Không muốn nói ai gì, không muốn hơn thua với ai chứ. Thấy không? Rồi chúng ta hẹn gặp ở cực lạc vậy ơi. Ai với Đà Phật. Ai với Đà Phật. Chúc vị an lạc nha. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Đạo tràng Đức Thọ rồi ha, Phước Tịnh rồi ha. Chúc vị an lạc, chúng ta hẹn gặp cực lạc vị ơi. Ai với Đạo Phật.